Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay, khoa học lượng tử không còn xa vời nữa. Những ứng dụng của khoa học lượng tử đã được áp dụng vào đời sống của con người hay chí ít cũng đã được thử nghiệm thành công trên thực tế. Như các nhà khoa học Trung Quốc đã tạo ra được 22 nguyên tố mới, đã chế tạo được da vàng, da kim cương từ công nghệ này ở quy mô công nghiệp. Nhóm khoa học của tổ chức Cash Foundation đã chế tạo ra các thiết bị du hành không gian, các thiết bị y tế để để có thể chữa được rất nhiều bệnh. Hơn thế nữa, họ còn thành công trong việc phục hồi nguyên gốc bàn chân của một người bị cụt do hoại tử tổ chức Cash Foundation còn có thể trồng rau trên tuyết, trồng xà lách giữa mùa hè. Các nhà khoa học ở Mỹ, Nhật, Trung Quốc và một số nước khác đã tạo ra máy tính lượng tử. Nga đã sản xuất ra động cơ lượng tử trong lĩnh vực quốc phòng để tạo ra các tên lửa siêu thanh. Rất nhiều nhóm nghiên cứu, các nhà khoa học trên thế giới đang chạy đua trong công cuộc khai phá công nghệ lượng tử này. Vậy khoa học lượng tử là gì? Nói đến khoa học lượng tử là nói đến một phạm vi bao trùm cả vũ trụ này, bởi toàn thể vũ trụ này được cấu thành nên từ những hạt vi tế nhất, từ các hạt cơ bản ban đầu đến hạt nguyên tử, nguyên tử, phân tử hay các hạt cát con virus, vi khuẩn, nấm mốc, thực vật, động vật, các con sông, cánh rừng, dãy núi hay rộng hơn là trái đất, hệ mặt trời, dải ngân hà, thiên hà liên thiên hà hay toàn thể vũ trụ này, tất cả đều được cấu thành từ những phần tử vi tế nhất. Khoa học lượng tử là nghiên cứu về cấu trúc các thành phần vi tế nhất này, đồng thời nghiên cứu cơ chế hoạt động, cách thức vận hành để kiến tạo nên mọi thứ từ hữu hình đến vô hình trong vũ trụ. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều khái niệm, nhiều định nghĩa về khoa học lượng tử khác nhau. Mỗi ngành, mỗi lĩnh vực lại có hệ quy chiếu của riêng mình và không ít những thông tin tài liệu khi nói về khoa học lượng tử đã dùng rất nhiều khái niệm trừu tượng, khó hiểu, rắc rối vô cùng. Có thể do nhiều lý do, khoa học lượng tử chưa đến lúc được công khai một cách đầy đủ, chính xác và dễ hiểu. Đi vào chi tiết của từng lĩnh vực ứng dụng, khoa học lượng tử không hề đơn giản, nhưng nhìn ở góc độ quy luật, cơ chế vận hành và bản chất gốc của lượng tử thì một người bình thường vẫn có thể hiểu được các vấn đề của lĩnh vực khoa học mới mẻ này. Ở góc nhìn của vũ trụ, chúng ta sẽ thấy rằng cái gì càng đơn giản càng dễ vận hành, số lượng, phạm vi vận hành càng lớn, càng đồng đều thì cấu trúc của nó phải vô cùng đơn giản hơn nữa nếu chúng ta nhìn vào cấu trúc của cái máy tính chúng ta sẽ thấy nó vô cùng phức tạp nhưng nếu chỉ nhìn vào mỗi con chip ta sẽ thấy nó đơn giản hơn mở con chip ra nhìn các ô có chứa vi mạch càng đơn giản hơn nữa nhưng khi nhìn vào một cái bóng bán dẫn trong con chip đó sẽ thấy nó đơn giản vô cùng vì chỉ có duy nhất cái công tắc để thể hiện trạng thái tắt mở chỉ với hai trạng thái tắt và mở ấy nhưng con chip đó là yếu tố chính để kiến tạo ra một vũ trụ ảo vô tiền khoáng hậu là môi trường internet hiện nay có thể nói vũ trụ thật của chúng ta như thế nào vũ trụ ảo trong môi trường internet của chúng ta hoàn toàn như vậy nói như vậy để thấy khi chúng ta nghiên cứu về khoa học lượng tử tức là chúng ta nghiên cứu về cái nhỏ nhất căn bản nhất thì nó phải đơn giản dễ hiểu hoàn toàn có thể mô tả được đo đếm được chứ không phải là những khái niệm trừu tượng chỉ có vài người có thể hiểu bản thân chúng ta là một phần của vũ trụ này và cũng chỉ có con người mới có khả năng phản ánh chính nó một cách hoàn hảo nhất trong thế giới vật chất này nếu khoa học lượng tử là nghiên cứu cái căn bản nhất thì chắc chắn nó phải dễ hiểu dễ hình dung dễ nắm bắt và ứng dụng vào cuộc sống. Rào cản duy nhất khiến chúng ta không tiếp cận được khoa học lượng tử đó là năng lực của chúng ta không thể quan sát được thế giới vi mô ấy. Cũng chưa có máy móc nào đủ khả năng để diễn tả được hết cái nhỏ nhất của thế giới vi mô mà ta gọi là lượng tử ấy. Hiện tại, có lẽ chỉ có những người tu tập trong các trường phái hành thiền, họ có năng lực cảm nhận của tâm thì họ mới chứng nghiệm được, quan sát được cái thế giới vi mô ấy thực sự như thế nào. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tư duy logic, quan sát các hiện tượng tự nhiên, hiểu các quy luật vận hành của thế giới vĩ mô để tiếp cận thế giới vi mô tôi tin rằng mọi thứ trong vũ trụ này phải vận hành có cùng quy luật. Thế giới vĩ mô thế nào, thế giới vi mô sẽ thế ấy. Nếu không cùng quy luật, cái vi mô đó sẽ không thể sắp xếp để cấu trúc lên cái vĩ mô. Cái gì không cùng quy luật, tất nhiên sẽ không thể hợp lại với nhau, đó là một điều tất yếu. Đặc biệt, khi mà cả vũ trụ này vận hành một cách nhịp nhàng, cho dù rộng lớn bao nhiêu, vẫn có thể thấy được tính quy luật của nó. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp cận theo con đường này để hiểu được quy luật của thế giới vi mô. Hiểu được, chúng ta sẽ có thể chứng minh được nó bằng thực nghiệm. Nếu không hiểu, sẽ không thể. Hoặc vô cùng khó có thể chứng minh được bằng thực nghiệm. Khi chứng minh được rồi hoàn toàn có thể thiết lập được các đại lượng cơ bản để đo lường tính toán và ứng dụng nó vào trong cuộc sống. khoa học lượng tử sẽ cho chúng ta thấy một cơ chế bao trùm nó sẽ xuất hiện từ những hạt vi tế nhất đến các hành tinh các hệ mặt trời giải ngân hà và cả vũ trụ bao la rộng lớn này. chỉ bằng một cơ chế chung đó nó mô tả mọi quy luật vận hành của toàn bộ vũ trụ và cũng từ một cơ chế vận hành chung đó chúng ta có thể thiết lập được mọi thông số để tính toán điều chỉnh ứng dụng các quy luật đó trong mọi mặt của đời sống. Hiểu được khoa học lượng tử, ứng dụng được khoa học lượng tử một cách đầy đủ trong cuộc sống là hiểu được vạn vật trong vũ trụ có thể thực hiện được mọi thứ mà bộ não của người có thể tưởng tượng được. Khi hiểu và ứng dụng được khoa học lượng tử vào sản xuất vật liệu, có thể tạo ra bất kỳ nguyên tố nào bạn muốn, muốn khối lượng nguyên tử là bao nhiêu, cấu hình electron thế nào, tính chất vật lý, tính chất hóa học là gì, đều có thể chế tạo được. Ví dụ như có thể tạo ra loại vật chất cứng gấp hàng chục lần kim cương nhưng lại nhẹ như không khí, có thể chế tạo ra vàng, ra kim cương, ra tin tan, theo kiểu sản xuất công nghiệp. Khi hiểu và ứng dụng khoa học lượng tử vào lĩnh vực y học, có thể chữa khỏi bất kỳ bệnh gì của con người, từ việc đơn giản nhất là các loại bệnh như tiểu đường, ung thư, máu khó đông, đến sửa chữa, khôi phục tế bào gốc, rồi đến việc khôi phục bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Miễn người đó còn sống, có thể trẻ hóa một người vài chục tuổi, kéo dài tuổi thọ lên hàng trăm năm. Khi hiểu và ứng dụng khoa học lượng tử vào lĩnh vực giao thông vận tải, có thể chế tạo các thiết bị bay không trọng lực, có thể du hành không gian, dịch chuyển tức thời hơn cả cân đầu vân của Tề Thiên Đại Thánh. Đặc biệt là những thiết bị bay có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng để du hành đến các vì sao, khám phá các hành tinh, hệ mặt trời, thiên hà, liên thiên hà khác ở khắp nơi trong vũ trụ này. Khi hiểu và ứng dụng khoa học lượng tử vào nông nghiệp, có thể sản xuất nông nghiệp theo hướng không cần đất, không cần phân, có thể tạo ra những loại thực phẩm sạch và hoàn hảo đến mức có thể phù hợp chính xác cho nhu cầu của từng tế bào trong cơ thể có thể sản xuất nông nghiệp ở bất kỳ đâu trên trái đất hay trong vũ trụ. Khi hiểu và ứng dụng khoa học lượng tử vào lĩnh vực sản xuất năng lượng, sẽ không cần hệ thống dây dẫn lằng ngoằng và các trạm biến áp cồng kềnh, chỉ cần máy phát điện bằng căn nhà trung bình cũng có thể sản xuất điện cho hàng ngàn hộ gia đình sử dụng, hoặc mỗi cá nhân, hộ gia đình hay cơ quan tổ chức hoàn toàn có thể có hệ thống phát điện riêng bởi nó không gây ra tiếng ồn, không gây ra khói bụi hay chất phóng xạ ô nhiễm. Khi hiểu và ứng dụng khoa học lượng tử vào giáo dục, hoàn toàn có thể tiến hành giáo dục theo kiểu copy paste như chúng ta dùng trong máy tính hiện nay, rút ngắn thời gian giáo dục, nâng cao trình độ người học, tạo ra những bộ não siêu việt để tiếp tục nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ. Khi hiểu và ứng dụng khoa học lượng tử vào trong hoạt động của tâm linh sẽ giúp con người tu tập nhanh hơn, hiệu quả hơn, có thể giúp xã hội loài người giác ngộ hàng loạt, nâng tần số rung động lên những nấc thang cao hơn, giúp kiến tạo một nền văn minh mới, hoàn toàn tiến bộ. Nói chung, khoa học lượng tử là lĩnh vực khoa học nghiên cứu các nguyên lý, cơ chế vận hành cơ bản nhất của vũ trụ để ứng dụng vào đời sống của con người. Trong các video tiếp theo, kênh sẽ cung cấp những thông tin cơ bản về khoa học lượng tử, chia sẻ những nghiên cứu đã được đúc kết từ hàng chục năm qua của các nhà khoa học trên thế giới, giới thiệu những thành tựu cụ thể của khoa học lượng tử trên thế giới cũng như ở Việt Nam, hướng dẫn một số ứng dụng đơn giản để áp dụng vào sản xuất nông nghiệp, sản xuất năng lượng và chế tạo các thiết bị y tế đơn giản. Nếu quý vị quan tâm về lĩnh vực lượng tử, hãy tham gia vào nhóm trên Facebook theo đường link trong phần mô tả hoặc comment đã ghim của video này. Và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ sót những video tiếp theo về khoa học lượng tử. Nếu thấy video hữu ích, hãy cùng chung tay lan tỏa những thông tin thú vị này. Nội dung video hôm nay xin tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.